Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm Tân Mão, lễ Trung Thất Chân Linh Anh Trì Đề Nguyễn Khắc Thọ, huynh trưởng Cấp Dũng gia đình Phật tử Việt Nam, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Ninh Thuận. Chúng con cung thỉnh nhị vị Hòa thượng Thích Đồng Tâm, Hòa thượng Thích Minh Tâm chứng trai cùng tất cả chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni an huệ. Chúng con xin cung thỉnh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được đại diện với tam gia đình tam quyến xin đảnh lễ tác bạch cây tăng cúng dường. Xin đại diện đây. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh, kính bạch chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính bạch quý ni trưởng, ni sư đại đức ni. Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm Tân Mão, tăng gia hiếu hướng chúng con có duyên sự đầu thành hạnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm Tân Mão, Phật lịch 2555 là ngày Trung Thất của chân linh thân phụ chúng con là Phật tử Nguyễn Khắc Thọ, pháp danh Thị Đề, pháp tự Phước Sơn, sinh năm Mậu Ngọ, tạ thế ngày 14 tháng 9 năm Tân Mão, hưởng thượng thọ 94 tuổi. Thể theo ước nguyện của thân phụ lúc còn sanh tiền là được cúng dường tam bảo. Hôm nay gia thân quyến thuộc chúng con tại trai đường gợi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Thứ đến là dâng cúng hiện tiền chư tăng ni và nương nhờ quý ngài hiểu lòng từ bi long mẫn, chú nguyện cho cửa quyền thất tổ, gọi ngoại tôn thân, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cùng chú nguyện cho chân linh thân phụ chúng con là Phật tử Nguyễn Khắc Thọ, pháp danh Thị Đề, pháp tự Phước Sơn, nương nhờ oai đức này mà xa rời đường dữ, siêu sanh tịnh độ. Ngưỡng bạch chư hòa thượng, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính bạch chư ni trưởng, chư ni sư đại đức ni. Công cha nghĩa mẹ như biển trời, nuôi con khôn lớn dạ nào nguôi, mở lòng tay lớn về con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Con ơn cha như trời cao biển rộng, làm sao nó hết được. Con ơn sanh thành dưỡng dục,
mà cha cả đời đã dạy con nuôi chúng con nên người. Vâng theo lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, chúng con với tấm lòng thành dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền tôn đức tăng ni tạo thắng duyên lành trong ngày lễ chung thất này. Ngưỡng mong quý ngài giữ lòng từ mẫn chú nguyện cho chân linh thân phụ chúng con thính pháp văn kinh hoa cai kiến Phật, nương nhờ thần lực của chư tăng ni được thiện duyên thắng phước vãng sanh miền tịnh lạc thiên và hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đồng viên phước trí. Ngưỡng mong chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni từ bi long mẫn nạp họ cho chân linh thân phụ chúng con được trưởng thừa công đức và để chúng con thỏa lòng hiếu đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hiện tọa đạo tràng trong viên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Đệ Nhất Đa Hấn Tâm Đầu Lô Phá Ra Đà Xà Tôn Giá Đồng Chính Giáng. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch và thường pháp sư, kính thưa tất cả quý tôn đức tăng ni, thưa toàn thể Phật tử trong tăng môn thiếu yến, thật là cái diễn phúc ngày chung thất của thân phụ trong tăng quyến được hòa thượng Quang Lâm về đây từ ngày hôm cho đến trưa nay. Ngày hôm hòa thượng đã thuyết pháp và độ linh, bây giờ đây là hòa thượng đồng chứng trai, tôi xin cung thỉnh hòa thượng ban pháp từ. Bây giờ hòa thượng chân linh được diễm phúc và gia đình được may mắn nên được hòa thượng từ ở trong đảnh đồng nai bỏ Phật sự trong đó mà về đây để góp phần cầu nguyện đó là việc phúc đức cho tâm gia đình để pháp đệ cung thỉnh hòa thượng ban pháp từ cho chân linh và tâm gia quyến được thượng thừa công đức. Nam mô cung thỉnh hòa thượng pháp sư.